Thứ hai là đa số các vị thiền sư dạy cách theo dõi hơi thở bằng bụng, là theo dõi phòng xẹp đó. À, vậy cách thiền đó có đúng pháp và phù hợp với người mới bắt đầu hay không? Sư cần làm rõ đó là theo dõi sự phồng xẹp của bụng, đó là sự theo dõi phồng xẹp, nó không phải theo dõi hơi thở. Theo dõi phồng xẹp là theo dõi phồng xẹp, nó không phải theo dõi hơi thở. Mặc dù khi mà quý vị thở vào thở ra thì nó có sự phồng xẹp của cái cơ hoành, cái bụng đó. Nhưng cái nào ra cái đó, nó thuộc về quán thân, quán cái phần chi tiết của thân. Nếu mà nói sai thì nó không có sai, tại vì nó cũng còn thuộc về quán thân. Nhưng mà nói là nó theo dõi hơi thở đó, sư không đồng ý. Tại vì theo dõi hơi thở thì nó phải là hơi thở. Quý vị học y học, quý vị biết rồi, hơi thở nó đi vào trong phổi, nó đi ra là hết. Còn cái chuyện mà cơ bụng chúng ta phồng xẹp nó là do cơ hoành, nó là do cơ hoành ha. Và khi mà theo dõi phồng xẹp đó, đó là chúng ta theo dõi sự phồng xẹp của bụng chứ không phải hơi thở. Cho nên á, nếu quý vị theo dõi phồng xẹp á, chỉ đơn giản là phồng, biết rõ là phồng, xẹp biết rõ là xẹp, phồng biết rõ là phồng, xẹp biết rõ là xẹp, nó không phải hơi thở. Mặc dù cái sự phồng xẹp đó là do sự tác động của việc quý vị hít thở, nhưng không phải hơi thở. Cái nào nó là cái đó. Và cái chuyện này thì đương nhiên những người mới bắt đầu thì cũng được chứ phải không được. Đã.